Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mấy cô cháu mình đi làm bẫy bơm bẹp nha các bạn. Đây là dụng cụ nha các bạn. Đây là tre rồi cậu mình rút nhỏ ra nè. Đây là cái cây ở đây là mình gọi là bẫy đạp nha các bạn. Để đâu nó ăn vậy? Mà trâu nó ăn con trâu. Con cò dữ dằn vậy. Quất nguyên con trâu luôn. Con cò nó dữ lắm. Mình dài mà. Nhả xuống trước đi. Rồi gà trước nó dính đằng sau rồi sao? Giờ đi qua cái chỗ lục bình nha các bạn. Cái này quá trời lục bình luôn các bạn ơi. Phải lặn đi rồi cái này rồi mới tới chỗ mình gài được. Này mình đi cặp bờ với nữa. Ngoài không có rồi chuẩn bị làm bẫy chỗ này nha mấy bạn. Có, nó có ăn vỏ ốc nó để nè. Giờ đang dọn chỗ nè các bạn. Cho nó sạch cái chỗ mình làm cái bẫy chỗ này nè. Hồi biết à. Vậy coi tới không một giây nha các bạn. Ủa, cái này làm cái chốt nha các bạn. Cái chốt để nó cái con bềm bẹp nó đạp lên đó lận nó vuột ra nha các bạn, rồi búng cái bẫy văng lên. Đây nè. Đó, bây giờ các bạn coi cái cách gài nha mấy bạn. Đó, cái bẫy đó quá độc đáo luôn các bạn ơi. Này gà bằng ngoài ốc nha các bạn. Ngốc mình phải lễ ra cho nó chết nha các bạn. Gà mấy con? Ốc bu vàng á. Gà mấy con? Mình muốn gà mấy con cũng được hết trơn. Để thôi nó bò đi nha các bạn. 4 con nó dễ hơn. 4 con nó đều hơn. 4 con nha các bạn. Mình phải gài 4 5 con trở lên lần cho con bìm bịp nó đi tới lui nó ăn rồi nó mới đạp dây nha các bạn. Nó ăn là nó đạp dây cái nó đạp lên đây nè. Cái này nó sẽ búng ra. Nhả sắp cái này cho bạn biết nguyên lý hoạt động của nó chưa? Đó, giật cái này lên thì con bìm bịp nó mắc vô đây nha các bạn, mắc vô cái chỗ này nè. Rồi bây giờ cần thứ nhất đã xong nha các bạn. Đà, cái giò nó đạp lên đây nè. Đó. Gì đó. Mắc tiêu rồi.
Tiếp tục là gài cần thứ hai nha mấy bạn. Con này đất cứng quá bạn ơi, phải nó muốn gãy cây luôn, giờ phải chặt cho nó nhọn nha bạn. Đất đây rất là cứng. Gà thì phải có rồi, tức chứ sao không có được. Không có ít cũng có nhiều chứ. Gái còn nhiều đi. Đang chơi với cây chào mà. Đục cây chào với người ta chơi. Cây chào này có ai sắt? Người ta. Cây lấy ốc nãy ra bật. bốn con đó, bốn con là cho nó tử nha bạn, tư là tử nha bạn, gài bốn con rồi tư là tử. Có địa điểm mới đó nghe mấy bạn, chỗ chắc chỗ này nữa mấy bạn ơi. Ở đây toàn là chàm bạch đằng không nghe mấy bạn, vòng vòng đây nè, chim đồ cò đồ dưới đây ở rất là nhiều nghe mấy bạn. Đây là gà cần thứ ba nghe mấy bạn, cái bẫy thứ ba đó. Xanh sữa người ta, người ta xanh sữa lại. Con ốc luôn. Nào, nào đi mà cái bật lên đó cũng hay. Nó có làm ông không? Làm ông gì? Không. Có. Nhảy. Biết luôn. Biết mình vậy luôn. Lại đây chắc thật chữ thì đã luôn á nhỉ. Thứ dở hồi nhức đầu muốn chết. Rồi đúng rồi, ngừng có chấm người ta gọi mà mình gài bên đó một cần nữa nha các bạn, gài ngay đầu đập luôn. Ở đây là người ta mới đốt nha các bạn, ta đốt cho nó sạch cỏ các bạn. Ở đây là đa nguyên cái vườn bạch đằng nha các bạn, ở đây toàn là trồng bạch đằng với dàm không các bạn ơi, dữ lắm luôn các bạn ơi, đốt nguyên ở đây luôn nè, cháy khét ngạt cả chân luôn.
Hi, chào tất cả các bạn nha. Bây giờ khoảng cỡ 2 giờ nữa các bạn. Bây giờ bắt đầu mình đi thăm 7 cử chiều nữa các bạn. Rồi mời các bạn đi theo mình nha. Dính được con bìm bẹp nha mấy bạn. Giờ đang gỡ nha các bạn. Dính được con bìm bẹp các bạn ơi. Nó mập á. Nó quặt lên dính lên cây mãng cầu luôn các bạn. Thấy nó dữ chưa? Quắn banh cái giòi nha các bạn ơi. Rụng không đâu. Này nó quắn nó siết vô quá trời luôn rồi sao? Quắn vô thôi luôn, cứ ngắt luôn. Dạ, cái này dễ gì ra nổi. Đâu ra dễ cất. Nó quắn xe lâm bếp coi như vòng. Hôm đó dính này mấy con rồi đó. Dạ. Hôm đó gài đợt trước á, nó gài. Đang được ở ngoài. Các bạn thấy dữ chưa? Nó búng văng tới đây nè các bạn. Cái cây tuốt ở đây mà nó búng nó văng tới đây nè. Xe quá trời xe. Nó xe mấy trăm vòng nữa các bạn ơi. Rụng lông hết trơn rồi kìa. Mất tiêu cái lông đuôi luôn rồi. Rụng hết trơn luôn. Dễ dò luôn. Gãy rồi, treo rồi, gãy hoài. Phải nở dưới rồi, chứ gãy. Rụng đóng lông đuôi. Rồi, đập trước chỗ này hai con. Dạ. Hai con được này, con này nó ba. Giống như cô Sáu nói, nó ăn quen rồi sao? Ừ, ăn quen. Trước là nó gà dính rồi này, hai con rồi. Nhảy quả tôi đãi giò nó luôn, cho nó hát nhảy. Lúc đó cấm, tại cấm nó ngược lên này. Ờ, ngược, sợ nó quắn theo đủ nè. Dạ. Tôi đãi giò cho nó hát nhảy luôn. Con cũng đợt này con cũng sợ nó có dính, nó quắn vô cây đủ, con mới cấm ngược lại nè. Vậy là nó tắp vô cây cầu. Bỏ vô bao nha các bạn. À, Nhã cầm cái bao đi Nhã, giao nhiệm vụ Nhã là cái bao rồi nè. Dở bao, không còn giò dở ra nó bay luôn mày. Qua nó tiêu á. Ờ, tiêu á, chắc con mày hút gió. Không được à. Không có dài lại đó. Bỏ vô cái bao mà các bạn thấy không? Cái giò nó quấu ra tới ngoài nè, các bạn thấy cái giò nó bén ghê không? Ừ. Nè, dữ dằn thì chứ. Dẹp thì nó hiền, nó gọt cò. Đúng rồi em. Dạ. À, con thấy con bẹp này nó cũng mổ dữ dằn lắm á. Nó mổ một cái là móp cái tay luôn, nó mạnh á. À, mạnh mà. Nó mổ con rồi. Con cò nó thọt cái là con ra máu lủng lỗ luôn. Mà con cò mình đâu có dám lại gần nữa đâu. Cái hai cần hai mày ở đây đi, tao để tao vô chẩm coi có dính không. Dạ dạ. Gài cũng giật mấy gài ngày nay bắt con bộn. Dạ. Bảy đây dính được con bẹp nữa nghe mấy bạn. Dính mấy bạn ơi. Nó quấn tuốt cái này luôn rồi. Tính ra nó con này nhỏ thôi. Ngày hôm qua dính cái cần mà nó ở bên sông bên nó xảy hai lần đó. Dạ. Giấc chiều nó dính nó quậy gãy giò luôn. Máu me. Vậy là hồi chiều sáu bảnh thăm nó dính con nữa. Ừ. Dính ngay cái cần đó đó. Dạ. Cái cần mà nó búng nó xảy hai ba lần đó. Con này cũng bự nè. Con này bự. Cái giò nó bự quá trời luôn kìa. Nó qua quấn cái đây quá trời các bạn ơi. Một cục đây luôn. Nó xảy ha. Đừng bị khủng nè. Con nào nó cạnh cạnh không. Đó, con bẹp đó các bạn. Bạn thấy cái mặt nó dữ không? Nè. Rất là đẹp nha các bạn. Đó, giò bành vậy luôn các bạn ơi. Dính được một con nữa nè. Lội qua cái mương này nha mấy bạn. Có cái mương này. Lội qua đây để mình đi thăm bẫy tiếp nha. Đó, bên kia. Cần này đây nó bị sảy rồi các bạn ơi. Sảy luôn rồi, nó ăn còn có con à.
ở đây dính được con nữa nghe mấy bạn. Cái bụng nó chỗ này không có lông thịt không nè. Cho các bạn coi là thịt ức rồi nè bạn. Thịt quá trời thịt luôn. Nó quắn vàng này. Trời ơi quắn gãy giò luôn. Quắn vô cái cây quá trời luôn nè. Con kia ngày hôm qua nó dính đằng kia kìa nó gãy giò luôn. Máu ướt nhẹp cây đằng này luôn. Gãy giò cố dính thì nằm yên tại chỗ. Đây ta lỡ tao bắt. Còn quắn nữa sao, quắn mấy vòng nữa. Xiết ngắt cái giò luôn. Gãy hết cái móng này. Tự nó gãy rồi nó. Càng gãy là càng chết nha con. Này cái gãy là nó càng gãy càng siết vô không. Con này chắc con trống thôi sao? Trống. Dính hai giò luôn. Quậy quậy dưới là dính hai giò luôn. Còn anh Thinh kìa. Có ăn miếng nào nổi đâu. Thì nó vừa lú đầu qua lại nó tính ăn là bị dính rồi. Có nhã nữa nè, có nhã theo cầm bao rồi. Ok luôn. Xe còn hơn cái con kia nữa. Con đang ăn còn chờ con ốc này sao? Nó xe vô cây nha các bạn. Chỗ ăn nó để lại chỗ luôn. Không được gì hết. Quá trời luôn. Con bẹp này bự lắm bạn. Con này cả nửa ký không sao? Gãy giò hả gì không? Gãy. Con kia mới gãy con này. Cái giò quá trời cái giò luôn. Há người mập hết biết. Đủ ốc ăn. Ốc nó ăn nó còn để em nha. Uống hết trơn rồi. Uống hết trơn. À, mấy con đẹp mấy bạn hình cái mặt đẹp phải không? Dữ quá bạn. Thế nào. Thôi cắn tay. Không lẽ nó cắn cái tay anh sao? Quay quay mổ cái. Ây da. Ây da nó mổ của mình anh em. Không con này mập hơn con nãy dữ luôn. Bành kia. Giờ em thấy nó bự, dạ. Cộm hơn con kia. Đi thấy nó đi đứng bên kia về thấy nó treo bành kia. Trước vậy á. Đi thăm cái bãi kế tiếp nha các bạn. Cái bãi này bị sảy các bạn ơi. Dột ra nó quắn ở đây nó bị dột các bạn ơi. Ổn quá bạn nè, dột dây luôn rồi nó ăn luôn mà mồi của mình cũng hết trơn luôn rồi bạn. Giờ xíu nữa mình sẽ gài cần này lên nha các bạn. Đó ổn.